tại vì bây giờ Robi nó rất nổi tiếng rồi các bạn có nhiều người dựa vào Robi để mà lừa đảo nên họ sẽ lấy bê nguyên cả một cái trang web giống để trang web của Robby tại vì có một vài anh chị hỏi là à, Robi có bán hàng xuyên biên giới hay không tại vì họ thấy là ở trên các cái trang quảng cáo á, có khi họ sẽ gặp những cái mẫu quảng cáo và lít vào cái đường link đó thì cũng là đường link có tên là Rugby. à nhưng mà các cái mặt hàng trên đó họ là bán bằng giá đô la À và cái câu trả lời của mình ở video này cho tất cả các bạn muốn tìm hiểu về Robby thì Robby không có bán hàng xuyên biên giới các bạn. Tức là không phải là Robby lấy hàng nhập hàng từ bên nước ngoài về xong mới giao cho khách hàng đâu ha. Mỗi khu vực mà Robby hoạt động đều có các cái chi nhánh các cơ sở ở tại khu vực đó người ta chịu phụ trách và bán ở trong khu vực ví dụ như ở Việt Nam thì sẽ có rugby Việt Nam, ở Mỹ nó có rugby Mỹ và ở Anh nó có rugby Anh ha. Ở Thái Lan, ở Singapore và ở Campuchia thì rugby có hiện tại đang hoạt động ở trên 6 quốc gia kể cả Việt Nam ha các bạn. Nên do đó là khi mà các bạn thấy một ai đó đang chào mời các bạn hoặc là truy cập vào cái trang web cũng có tên là rugby, cũng có logo thương hiệu của rugby nhưng mà các giá sản phẩm là đô la hoặc là họ kêu là phí để mà bán hàng ở trên Robby là nó không đồng nhưng các bạn phải thanh toán trước đơn hàng rồi sau đó là hàng mới đi thì cái này các bạn cần suy nghĩ mình thấy đây là những cái trang web sẽ lừa đảo các bạn tại vì được rồi mình cũng có thấy một cái mẫu trang web ha mẫu trang quảng cáo ở trên Facebook và khi đó mình đích vào ở trong cái đường link đó thì mình để lại các nội dung chat thì mình mới biết đây là cái trang lừa đảo và mình cũng đã coi thử là cái trang này nó có gì thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi sơ qua những cái đoạn chat của mình đối với à, cái bạn này ha để cho các bạn biết là à, thì ra đó là cái trang bi thật là cái trang như thế nào để các bạn hiểu rõ hơn nha thì à, đây nè các bạn à, đây các bạn sẽ thấy là cái trang mà Lobo shopping ha, ha Lobo shopping thì các bạn biết á, là cái lúc à, lúc trước á thì khi mình thấy cái 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 thông tin quảng cáo thì mình lít vào thử thì mình biết là mình biết các có một số bạn hỏi mình về vấn đề này nên mình thấy cái này nó mẫu quảng cáo nó ná ná nó giống như Ruby nó lấy luôn cả thương hiệu của Robby. nên đôi khi nhiều bạn không biết nhiều bạn lầm nên do đó mình sẽ cho các bạn coi thì đây là đây là những cái trang những cái nội dung mà mình chat với cái bên này ha thì các bạn biết có một cái điểm mà mình chú ý nhất là đây là các bạn sẽ thấy là cái tấm hình này thì các bạn thấy là nó lấy nguyên cả cái logo của Robby ha và cái màu sắc của nó cũng y như vậy luôn nhưng mà các bạn để ý phía dưới cái trang web của nó là nó cũng có tên Robby nhưng mà nó có chữ A ở đầu hoặc là nó sẽ có những cái chữ gì ở phía sau của chữ Robby này có thể là .com .vn gì đó và khi mình mình vào ở trong cái trang này thì vẫn thấy một cái trang mà nó 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 có luôn cái giá tiền bằng đô các bạn thì bây giờ mình truy cập lại cái trang này không được nữa khi mà mình nó biết mình chat với nó là mình phát hiện ra nó lừa đảo thì cái trang này hầu như là nó ao luôn và để bây giờ mình vào thử cho các bạn coi thử có được hay không nha à, rugby nè .com nè thì hiện tại bây giờ là cái cái trang này nó đã không tìm thấy luôn các bạn tức là sau khi mà nó biết mình đã phát hiện ra nó là dạng đăng tin để mà lừa đảo thì nó 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 nó, nó ấy luôn nè nó, 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 nó tắt luôn thì đối với cái cách của cái những cái trang này á, thì khi á, mà các bạn đăng ký á, thì nó kêu là đăng ký miễn phí hết nhưng mà nó sẽ khi mà có đơn hàng á, thì các bạn bắt buộc phải thanh toán xong cái đơn hàng đó sau khi đó sau khi thanh toán xong thì nó kêu là hàng mới đi tới khách hàng sau khi khách hàng nhận xong á, thì nó sẽ trả luôn phần gốc và hoa hồng cho tất cả các bạn thì các bạn biết nếu mà các bạn đã đưa tiền vào cho nó rồi thì có dễ gì các bạn lấy lại được hay không ha tại vì cái cái tại vì cái cách này theo mình nghĩ thì nó sẽ làm như thế này nếu mà các bạn đồng ý các bạn bán hàng ở trên trang này thì các bạn sẽ được tạo một cái user ở trên cái trang web này rồi sau đó nó sẽ cho người dẫn dụ các bạn đặt hàng các bạn ha đặt một món hàng nào đó để tạo lòng tin có thể là những cái đơn hàng nhỏ trước rồi sau đó nó vẫn nhận hàng xong nó cũng chuyển tiền vào trong tài khoản của cho tất cả các bạn rồi sau đó những cái đơn hàng tiếp theo, những đơn hàng lớn tiếp theo thì sau khi các bạn chuyển tiền xong thì nó sẽ ao. Thì theo cái đây là mình nghĩ cách nó sẽ lừa các bạn là như vậy. Đó, thì sau khi mà mình chat với nó xong ha thì các cái địa chỉ nha các bạn, các cái địa chỉ thông tin nó ghi ở trên website đều trùng với thông tin địa chỉ của công ty Robby chính thức ở Việt Nam. Và ở đây nè các bạn, đây là cái nó chụp lại ở trong cái trang web hồi nãy mà mình vào không được đó thì nó chụp lại như thế này và các bạn thấy là các cái địa chỉ nó đều giống của Robby hết cái số điện thoại thì nó nó khác cái số điện thoại của Robby không bao giờ để số điện thoại mà chỉ để đường số hotline thôi ha à, đường cái số hotline để mà hỗ trợ thôi và cái mail của Robby nó có một cái tên miền là Robby ra chứ nó không phải là tên miền Gmail nha các bạn cái này là trang giả mạo mà nên là nó không có cái tên miền tên sữa đâu và cái số điện thoại này là nó cũng vô tình nó cũng cố tình nó sẽ tạo ra dư một số để cho mình gọi không được đó thì nó chụp lại cái thông tin liên lạc như thế này rồi sau đó các bạn biết là mình mình cũng hỏi nó này khi nọ xong thì mình mới lên cái trang của Robby mình mới chụp lại cái thông tin của Robby các bạn đây nè Đây là cái số hotline trật tự của Robby nè các bạn thấy mail của Robby nó có từ support hoặc là hỗ trợ gì đó a còng com thì đây là cái trang chính thức ha chậm nữa mình sẽ cho các bạn coi trang chính thức thì sau đó mình cũng có trao đổi qua lại thì mình nói cái mình nói như thế này Mình nói ra là mình đã mình đưa luôn cái đường link cái trang rugby thật sự cho nó coi luôn ha đây nè rugby.com nè thì mình nói là đừng có đi lừa gạt người khác nữa thất đức lắm á và bạn có tin quả báo thì bạn dừng lại ngay đi thì bắt đầu từ đó là nó sẽ không có gửi thêm tin nhắn gì cho mình nữa à, nên do đó là các bạn biết là khi mà các bạn muốn tìm hiểu một cái thông tin gì đó thì các bạn cần phải tìm hiểu từ cái trang chính thống hoặc là những người đang làm việc ở trong nền tảng của Robby À, giống như mình đây của mình đang cũng đang làm trong nền tảng của Robby, mình đang là đại lý chính thức kinh doanh ở trên nền tảng của Robby ha. nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn về các cái trang thông tin chính thống của Robby để các bạn có thể các bạn tìm hiểu từ đây nha các bạn nha. Cái đầu tiên là Robby nó có hai trang web chính thức, một là trang robby.com Đây các bạn, robby.com này. Thì ở đây là cái giao diện của trang robby.com ha thì ở đây thì đa số là cái trang này nó để lại cho tất cả các bạn tìm hiểu các cái thông tin về rugby bao gồm các cả các cái thông tin về báo chí là thông tin về đối tác ấn phẩm rugby tài liệu cho đối tác thì đó thì các bạn cứ vào trong đây các bạn muốn tìm hiểu cái phần nào thì các bạn cứ vào trong những cái mục ở trên đây nè các bạn làm ha còn nếu mà các bạn muốn tìm hiểu thêm sâu nữa tìm hiểu về sản phẩm thì các bạn qua trang thứ hai đó là cái trang rugby vn ha đây là những cái trang thông tin, đây là trang thông tin mà robby đặt quảng cáo các cái sản phẩm cho các nhà cung cấp. tuy nhiên là người mua hàng thì không có thể nào lên đây mua hàng được ha các bạn ha, chỉ có là lên đây để xem sản phẩm thôi. còn mua hàng thì phải qua trực tiếp người cộng tác viên hoặc là đại lý hoặc là người đó trở thành cộng tác viên hoặc đại lý luôn thì mình có thể là mua hàng trực tiếp. À, do đó để tạo sự công bằng cho cộng tác viên và đại lý làm việc ở trên nền tảng này nên do đó là Robby chỉ để cái trang này là quảng cáo các sản phẩm thôi chứ không phải là dùng cái trang này để mà bán hàng ha đó đây là hai trang web còn đối với trang Facebook của Robby thì có hai trang này một trang là Robby Official Bay thì đây các bạn sẽ thấy là nó có cái lượt thích 50k lượt thích và 72 lượt 72k người theo dõi thì đây là nó sẽ có các cái thông tin nó cũng cập nhật update ở trên cái cái trang này ha. Rồi cái trang thứ hai đó là cái trang Robby Business thứ hai các bạn ha, hay là Robby Group á. Thì ở đây nè, các bạn sẽ thấy là cái trang này thuộc thuộc là nhóm riêng, à, nhóm riêng thì nó có các cái thông tin, các cái thông báo thông tin gì đó thì nó để đặt ở trên đây nha các bạn. Đó. Hai. À, thì đây là hai trang Facebook. Còn một cái trang, một cái trang YouTube chính thức đó là rugby business À, thì đây là các bạn sẽ thấy cái trang YouTube của Robby, chính thống của Robby là như thế này Thì trên đây nó có đầy đủ các cái thông tin video mà Robby xây dựng Để quảng cáo hình ảnh của Robby ở trên cái trang này ha à, Thì khi các bạn biết là khi mà các bạn kéo xuống nè, cái trang chính thức của Robby Thì các bạn kéo xuống dưới á, thì nó sẽ đề, đối với cái trang Robby.com thì nó sẽ đề địa chỉ của 6 nước à, 6 nước mà hiện tại bây giờ Robby đang hoạt động Trong đó có Việt Nam, Mỹ, Anh, Singapore, Thái Lan và Campuchia và tên công ty quản lý của Robby đó là công ty lên Việt Nam và cái số tài khoản cái số số này là số tài khoản của công ty Zanglion nè à, công ngân hàng cổ phần thương mại phương đông nè à, các bạn nên nhớ là là cái số tài khoản và à, cái ngân hàng và một cái nữa đó là cái hotline của Robby à, số hotline của Robby là 19003126 và cái mail của rugby là support rugby com ha. nên là đó các bạn để chú ý cái phần này nha rồi cái nữa là các bạn chú ý là nếu mà cái trang chính thức ấy, là các bạn khi mà các bạn ở phía dưới cùng nó sẽ có biểu tượng của facebook và youtube thì các bạn click vào trong facebook ấy, thì các bạn sẽ thấy nó trở về đâu à nó trở về rugby official bay đó là cái trang hồi nãy mình nói đó ha còn đối với mà youtube ấy, thì nó sẽ trở lại về cái trang uh, youtube Uh, rugby đó thì các bạn sẽ thấy là nó trang kiến thức á, thì nó sẽ trở về còn đối với những cái trang mà tạo ra để cho nó giống hoặc là lừa đảo thì nó sẽ không có trở về được trong cái, cái hai cái 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 cái, cái trang fan, fanpage uh, Facebook với lại YouTube ha do đó các bạn thấy và đặc biệt là các bạn cần chú ý về cái mail và cái số hotline ha nên là đôi khi nhiều các bạn không để ý á, là các bạn cứ vào xong thấy cái số giả mạo như hồi nãy á thì các bạn sẽ thấy như sao các bạn sẽ bắt đầu sẽ bị nó bị bị lừa và cũng đã có mình thấy là như cũng có một vài bạn để hỏi mình nhưng mà mình tin chắc là các bạn cũng đã tham gia trong cái nền tảng lừa đảo này rồi nên do đó là mình không biết là các bạn có mất tiền hay không nhưng mà cũng có một cái trường hợp lúc trước mình cũng có tư vấn cho bạn ấy về rugby tuy nhiên bạn ấy còn rất là nghi ngờ và bạn ấy không tin và sau đó bạn ấy biết được một cái trang quảng cáo tức là quảng cáo làm việc mua hàng mua bán gì với Cotto ở trên cũng trên Facebook luôn quảng cáo gì luôn cũng bằng hình thức đó thì các bạn biết tô là một cái siêu thị ở bên Mỹ ấy, thì nó không có thể nào mà nó bán nó xuyên liên kết được hết ấy. và nó đưa nó nó lừa và nó lừa của bạn ấy một số tiền cũng khá là nhiều ở trong tài khoản tại vì sao vậy lúc uh, lúc vừa rồi thì mình có thấy cái 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 Zalo của bạn ấy hiện lên lại thì mình có nhắn tin mình hỏi thăm thì bạn ấy nói là mình đã vừa mới bị lừa ở trên nền tảng của Cô To và mất hết tiền luôn à nên do đó là các bạn khi mà các bạn muốn tìm hiểu kinh doanh online thì các bạn phải tìm hiểu về cái trang chính thống hoặc là những người phải làm trực tiếp ở trong đó rồi các bạn mới mới tin ha chứ còn những cái quảng cáo trên mạng hiện tại bây giờ là rất nguy hiểm và đó là những hai cái trang những cái trang thông tin chính thức của rugby mà mình muốn giới thiệu cho tất cả các bạn để các bạn biết được đâu là cái trang giả mạo và đâu là trang chính thức ngoài những cái trang này thì rugby không còn những cái trang nào khác nữa các bạn ha nên các bạn thấy những cái trang nào khác có hình thức giống như rugby thì cái đó không phải ha tại vì bây giờ rugby nó rất nổi tiếng rồi các bạn có nhiều người dựa vào rugby để mà lừa đảo nên họ sẽ lấy bê nguyên cả một cái trang web giống để cái trang web của rugby và bê luôn kể cả logo luôn kể cả đôi khi nhiều lúc họ để số điện, số điện thoại cũng gần gần giống rồi cái cái địa chỉ luôn các bạn như hồi nãy đó thì nên do đó các bạn hết sức cẩn thận ha nên do đó là các bạn nào mà muốn tìm hiểu về rugby muốn đăng ký kinh doanh với rugby thì mình cũng có một cái link giới thiệu của mình ở phía dưới video này các bạn cứ click vào trong đó các bạn đăng ký tài khoản Robbybit Robbybit là tài khoản cho tất cả những người bán hàng ở trên nền tảng của Robby để quản lý đơn hàng quản lý khách hàng quản lý sản phẩm quản lý hoa hò hồng tất thần tật thì các bạn sẽ được trải nghiệm miễn phí 7 ngày ở trên cái app này sau 7 ngày các bạn có thể các bạn thích thì các bạn cứ tiếp tục nâng cấp app lên để mà các bạn kinh doanh còn nếu các bạn không thích thì các bạn không cần kinh doanh không có tốn các bạn một đồng phí nào cả còn nếu mà các bạn thích rồi các bạn muốn vào kinh doanh thì nó có hai hình thức một là cộng tác viên cộng tác viên là phí kích hoạt là 599 trăm chín và tặng các bạn được Robby tặng 6 tháng sử dụng miễn phí tức là khi mà các bạn bỏ 599 trăm chín vừa được là kích hoạt cái app rồi có các bạn có user bán hàng rồi thì các bạn được sử dụng miễn phí trong 6 tháng nếu mà trong 6 tháng đó các bạn mà kinh doanh không hiệu quả các bạn không thích nữa thì các bạn khỏi cần phải đóng thêm tiền để các bạn kinh doanh gì cả thì các bạn có thể là các bạn ao user cũng được không có vấn đề gì ha Robby nó không có ràng buộc chuyện này còn đối với bạn nào mà đã làm trong cái thời gian mà 6 tháng hoặc là các bạn thích muốn làm đại lý luôn thì các bạn cứ đóng thêm ký quỹ 1 triệu và cái tiền ký quỹ này nha là sau khi các bạn không còn kinh doanh với Robby thì các bạn rút bình thường rút 100 phần trăm một triệu này và các bạn không mất một đồng nào ở trong một triệu này hết à, nếu các bạn nào quan tâm thì các bạn cứ click vào link ở phía dưới à, các bạn đăng ký và các bạn muốn gọi điện thoại trực tiếp trao đổi với mình thì các bạn gọi qua số Zalo 0911 660819 mình là đô đại lý kinh doanh trên nền tảng của Robby à, mình cũng rất hy vọng là mình sẽ giúp được cho tất cả các bạn cùng kinh doanh thành công ở trên nền tảng này. nếu các bạn nào quan tâm thì đừng ngần ngại đăng ký tham gia kinh doanh với Robi nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Hy vọng video này các bạn sẽ tránh được những cái trang web giả mạo, những cái thông tin giả mạo hoặc là những cái thông tin mà các bạn có thể bị lừa mất tiền ở trên các nền tảng khác. Họ dựa vào sự uy tín của Robi để mà họ lừa đảo các bạn.